Chào tất cả em quay trở lại với kênh của mình và mình là Mayho Gamer. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi test server về ba loại vũ khí. Và trong video này mình chỉ tập trung vào một loại vũ khí, đó chính là Avalanche. Thì đây là một phiên bản cao hơn của Drill Bass và Pin. Và ở đây thì các bạn cũng biết rồi, nó chưa có hình ở trên cái phần logo, nhưng mà nó là Avalanche với cái khoảng cách là 500m. Và mình đã trang bị cho nó trên 50 con robot này. Thì có 2 robot trong số 5 robot của mình là robot hiện đại, gọi là đời cao. Còn 3 robot kia nó là đời thấp, nó là robot cũ rồi. Cho nên là trong khi solo thì nó hơi khó khăn một chút trong cái việc là đánh đấm. Và ok, và thì đây các bạn có nhìn thấy rồi cái hình của nó. Tại vì nó chưa có cái thông tin đặc biệt trên cái logo. Và mình ở đây mình sẽ sử dụng Quantum Raider cho Boomwalk và mình sẽ trang bị cho nó Last Stand. Và cái hình của nó thì các bạn chỉ có thể xem cách này và mình sẽ mở cho các bạn xem. Còn một điểm nữa đó mình muốn lưu ý cho các bạn biết, đó chính là Avalanche mới chính thức là cái phiên bản cao hơn, có nghĩa là cùng họ với Drill Bass và Pin. Còn Trident thì nó không phải là cái phiên bản cao hơn của Drill Bass. Hay nói khác đi, Trident là một vũ khí riêng, vũ khí độc lập, vũ khí khác so với Drill Bass, Win, Pin và Avalanche. Chính vì vậy cho nên là mình đã trang bị cho Butch hai loại vũ khí khác nhau như vậy. Rồi ok, mình nhận ra đây là một con Hai Chi, nó vừa sử dụng khả năng Dash và có cái khiên năng lượng. Ở đây thì mình sẽ bắn tổng cộng và tất cả những số đạn vào nhé để xem mà nó phá khiên như nào. Wow, các bạn thấy chưa? Phá khiên cực kỳ nhanh và mình đã cấu được khoảng tầm một nửa máu của nó. Tất nhiên là mình có sử dụng cho nó là khoảng tầm 2 hoặc 3 module Thermal Nuclear Reactor. Đó chính là cái module VIP để tăng sát thương. Rồi, sẽ có một trận đấu khác ở trên cái map Moon và mình sẽ nói cho các bạn biết về thông số cơ bản của Avalanche các bạn nhé. Rồi thì Avalanche ở level 8 thì cái sát thương của nó là 3000, khoảng cách là 500m. Đối với cái khoảng cách này thì nó giống như là Drill Bass và Pin, hai phiên bản thấp hơn của loại vũ khí này. Thời gian reload, thời gian tải lại đó chính là một tên lửa thì sẽ tương ứng với 3 giây và tổng cộng số tối đa là 12 tên lửa. Thì các bạn cứ nhân lên, một tên lửa 3 giây thì sinh ra 12 tên lửa sẽ là 36 giây, tổng cộng là 36 giây. Nhưng mà mặc dù là cái thời gian tải lại của nó hơi cao, nó hơi dài, nó hơi cao một chút, nhưng mà lộ lại thì cái sát thương của nó khá là cao các bạn ạ. Sát thương khá cao. Rồi mình đã chuẩn bị nhảy lên nhưng mà bạn này không muốn chơi với mình thì phải bạn mình sẽ vào đây một chút để xem là bạn ấy có động tĩnh gì. Rồi, đấy chính là cái hình ảnh mà Avalanche nó bắn ra. Và bạn này như là sợ sợ hay là sao ấy nhỉ. Sau rồi bạn ấy không ra thì mình sẽ chủ động ra. Và cái khẩu này nó sẽ hơn Drill Bass ở cái mặt sát thương. Còn cái lag à, tại sao lại đi vào đâm một tường nó rồi. Mình sẽ cho các bạn xem cái sát thương của nó này. Đó, anh em thấy chưa? Khá là đau khi mà chúng ta bắn người của Hai Chi. Và khi bạn ấy đã trở lại bình thường thì mình sẽ nhảy lên né được cái loạt sát thương mà mình sẽ sử dụng module hồi máu để hồi lại một chút máu cho mình. Và chế độ một vũ khí đã trở lại, chúng ta sẽ có được giảm 66% sát thương nhận vào từ 3 khẩu Orkun. Và ok, tất nhiên rồi, bạn ấy lát thêm một lần nữa và mình sẽ sử dụng chế độ 3 vũ khí mà kết thúc bạn ấy cực kỳ nhanh chóng các bạn nhá. Khá là dễ để ăn được hai chi với cái khoảng cách là 500m. Thì theo mình ấy, cái sát thương của nó khá là cao khi giết được một con Hai Chi. Và cái sát thương này sẽ đồng thời sẽ giúp cho nó có trở thành một cái kiểu brawler hoặc là sniper gì đó cực kỳ an toàn ở cái khoảng cách là 500m. Và mặc dù là theo mình thì cái thời gian tải lại của Avalanche nó cao hơn so với Drill Bass và Pin, nhưng đổi lại thì cái sát thương của nó khá là cao, cho nên là các bạn đành phải chịu thôi. Được cái lọ tiềm hỏng cái chai không thể nào mà được hết cả, nếu vậy thì nó sẽ thành siêu vũ khí à. Đó. Rồi anh em cũng thấy rồi, mình đã bắn rất nhiều tên lửa, tổng cộng tầm 10 tên lửa vào người của Ares thì cái kết quả là Ares sẽ mất khá máu còn một tí thôi và mình sẽ sử dụng luôn Trident để có thể kết liễu nó. Và các bạn cũng thấy rồi, mặc dù là Trident với lại Avalanche nó giống nhau, nhưng mà trước đây thì đa số khoảng tầm 90% các bạn đã nghĩ rằng Trident là một phiên bản cao hơn của Drill Bass. Nhưng mà thật ra thì không phải, nó chỉ là một cái gì đó nó giống với Drill Bass và Pin. Chứ thật ra Avalanche được ra mắt trong phiên bản test server 4.8 này thì mới chính thức là cái khẩu vũ khí cao hơn của Drill Bass và Pin các bạn nhé.
Rồi thì mình cũng muốn thử nghiệm luôn, đó chính là khi mà hai cái khẩu Everland này nó bắn vào người của Falcon thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà kèo này thì mình thua, tại vì mình đang cận chiến và bạn ấy đã sử dụng 3 Thunder, một cái sát thương cực kỳ khủng khiếp ở cái khoảng cách là cận chiến. Và ok, mình đang chịu thua thôi. Và mình sẽ sử dụng chính cái robot mà bạn ấy đang giết mình để cái ông đập được ông. Và mình sẽ sử dụng Falcon, nhưng cái setup của mình là 3 Avalanche. Đây, các bạn cũng sẽ thấy rồi, cái sát thương của nó gây ra cho Falcon này cực kỳ là một cái sát thương, theo mình nó là một cái sát thương vừa vừa. Nhưng đó là do một vài cái tên lửa của mình đã bắn trúng vào tường khi bạn ấy đã được cover ở sau bức tường. Bởi vậy cho nên là cái sát thương của nó sẽ còn cao hơn nữa nếu như bạn ấy có thể hứng hết một số khoảng tầm 12 viên đạn của mình. Ok, mình sẽ nhử bạn ấy để bạn ấy tức giận và sử dụng chế độ 3 vũ khí. Ok, thành công rồi. Mình sẽ lại cover vào đây, tại vì nếu như chúng ta ra ngoài thì chúng ta sẽ bị Thunder bắn chết. Kích hoạt chế độ 3 vũ khí và kích hoạt mơ đồ hồi máu và chắc chắn là sẽ tiêu diệt bạn ấy trong nháy mắt, tại vì ba cái khẩu này rất nhanh để có thể tiêu diệt hoặc là tóm gọn nhanh một cái con robot. Và những cái con robot nào mà càng ít máu thì cái khẩu này nó sẽ càng mạnh. Nhưng đối với những bạn nào mà sử dụng cái robot càng nhiều máu thì các bạn bắn hết, xả hết những cái số đạn này vào thì chắc chắn là sẽ gây ra rất nhiều sát thương. Tại vì nhá, các bạn đang sử dụng loạt vũ khí này mà các bạn gặp một con Bulwark, các bạn gặp một con Lancelot, các bạn gặp một con Invader, các bạn càng bắn càng nhiều thì các sát thương các bạn tạo nó gây ra càng cao. Nó không giống như các bạn khi mà bạn bắn vào một con Pursuer, con Ares, con Spectre đó chẳng hạn như vậy. Rồi, và bạn này sử dụng Spectre với cái Flamethrower, có nghĩa là súng bắn lửa ở trong cái và cái khẩu này mình sẽ làm video sau tầm 1-2 ngày nữa các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ chỉ tập trung vào Avalanche thôi. Và cái tên gọi của Flamethrower là súng bắn lửa ở cái phiên bản hạng trung, đó chính là Igniter. Rồi, và bạn ấy sử dụng 4 khẩu Igniter. Các bạn làm quen dần với tên của nó nhé. Đây là cái giống kiểu là Blaze hay là Ember, nhưng nó là hạng trung, nó gọi là Igniter thì mình sẽ gọi luôn. Và bạn ấy sử dụng Igniter, và khi mà cái khẩu Igniter này nó ra mắt vào phiên bản chính ấy, ở phiên bản live server ấy, thì chắc chắn lúc đấy là sẽ rất có nhiều người sử dụng súng phun lửa trên chiến trường, cứ phù như vậy, cả có khi cả team đều sử dụng súng phun lửa. Tại vì sao? Tại vì bây giờ súng phun lửa đã đồng bộ rồi, Blaze, Igniter và Ember nó đều là Flamethrower, thì chắc chắn là người ta sẽ mua rất nhiều để sử dụng nó. Mà cái sát thương của nó không cao, nhưng nó xuyên qua được khiên vật lý hay là khiên năng lượng, và nó không thể nào, nhưng mà nó có một cái điểm trừ, đó chính là nó không thể nào xuyên qua được khiên absorber của Pantheon robot hay là robot Hy Lạp. Thì đó là cái điểm yếu rất lớn. Nhưng mà khi mà các bạn biết cách sử dụng đúng, các bạn bắn vào đúng cái thời điểm nào đó nhất định thì các bạn sẽ giết được cái thủ rất nhanh chóng. Tại vì đây là một vũ khí có sát thương lan, nó giống như Thulambass, Orcan, Pinata, Trident hay ngay cả là Avalanche đó. Tại vì sao? Tại vì cái khẩu đấy nó có thể đi xuyên qua và nó có thể bắn ra gần gần chách chách các bạn, chéo qua một phát thì nó có thể bắn xuyên qua được, chứ không hẳn là các bạn phải bắn trúng người như là một số khẩu như là Ion hay là Scud gì đó. Bạn này hình như vẫn sử dụng Spectre Avalanche. Hôm nay mình nói các bạn hơi nhiều mình không để ý lắm. Và ok, sử dụng Igniter, 4 khẩu Igniter trên người của Spectre. Và ok, mình sẽ sử dụng khiên Aegis của Bulwark để chống lại, chặn những cái sát thương do Igniter gây ra. Và bạn ấy ok, giết được luôn. Khá là dễ dàng khi không cần phải bật Quantum Raider. Rồi, mình sẽ sử dụng đây cho các bạn, Butch với Avalanche sẽ rất dễ dàng để có thể kết liễu được một con Ares với cái sát thương khủng nó gây ra. Với 3.000 sát thương thì mình nghĩ ra rằng nó sẽ rất là khủng. Ôi thôi rồi, bây giờ mình lại ăn hành ngập mồm rồi. Chết rồi, sao lại gặp Invader nhỉ? Thôi, cái này hơi căng. Kích hoạt mang đồ hướng máu, và bạn ấy còn không thèm sử dụng không thèm sử dụng chế độ cái này gọi là gì nhỉ? Incursion à? Đúng rồi, hình như của Blitz là Breaking, của Raker là Glass, đúng rồi, của Invader là Incursion. Chúng ta sẽ có thêm một trận đấu khác ở trên cái map Moon, lại là map Moon, và mình sẽ sử dụng Falcon các bạn nhé. Sử dụng Falcon với 3 khẩu Avalanche. Thì 3 khẩu này
nó sẽ tạo ra một cái số lượng đam cực kỳ khủng, tại vì Falcon được xếp vào một trong những robot có lượng sát thương cao nhất từ đến thời điểm hiện tại của trò chơi, tại vì nó được setup 3, nó được trang bị 3 khẩu vũ khí hạng nặng, cho nên là nếu như chúng ta có thể setup nó với cái khẩu Upland này thì nó sẽ trở thành một sát thủ cực kỳ là mạnh ở khoảng cách là 500m đổ lại các bạn nhé. Với cái số lượng DPS là sát thương nó gây ra ở đầu ra thì khá là cao thực sự cho các bạn. Rồi bạn này cũng sử dụng cái setup đồng dạng như mình và cũng sử dụng module đồng dạng như mình luôn, vậy cho nên là mình sẽ cẩn thận khi chơi bạn ấy, tại vì bạn ấy rất có thể ăn được mình, sẽ rất có thể lật kèo. Và cả hai cùng đồng thời ở chế độ 3 vũ khí, và tất nhiên rồi bạn ấy sẽ sử dụng cái chế độ này, sử dụng chế độ 3 vũ khí, lại là ở một vũ khí, bây giờ là 3 vũ khí. Sau khi bạn ấy xả hết đạn ra thì mình sẽ bắn, các bạn thấy chưa, cái sát thương của nó gây ra cực kỳ cao so với một con Falcon đang ở chế độ 3 vũ khí. Tất nhiên thì khi bật chế độ đó thì nó sẽ nhận hoàn toàn 100% sát thương, nhưng mà với cái số lượng máu của nó như là một con tanker thì các bạn có thể tự hiểu rằng cái sát thương mà do nó gây ra là lớn như thế nào. Rồi nhảy lên để bắn cái là đạn mọi người cho người mình, nhưng mà sau khi hết đạn thì mình sẽ nhảy ngược lại và cái lượng bạn ấy kill rất dễ dàng thôi anh em. Sau đó thì nhảy là ngược lại để tạo cover, và sau đó thì mình sẽ sử dụng bug để có thể giết được invader các bạn nhé. Rồi bạn ấy sử dụng đây là con Abugazari, vừa nãy thì mình đã qua đối mình đã xem qua rồi, thì bạn ấy sử dụng 3 khẩu igniter là hạng nhẹ của Ember anh em nhé. Và mình sẽ sử dụng cái khẩu Trident trước để cho các bạn thấy rằng cái loạt đạn mà Trident và Avalanche nó bắn ra nó hơi khác nhau, tại vì Trident nó ít đạn và cái độ delay của nó bắn ra nó thấp hơn so với Avalanche bắn ra như là Orcon, nhưng mà thực sự không phải Orcon, tại vì Exodus nó bắn nhiều đạn hơn so với Avalanche, và cái thời gian tải lại của Orcon nó cao hơn, nó là nạp lại trong khi bắn, còn Avalanche cũng nạp lại trong khi bắn, nhưng mà cái một tên lửa thì phải nạp lại trong vòng 3 giây, suy ra 12 tên lửa, tổng cộng 12 thì 12 tên lửa thì sẽ là 36 giây. Và sử dụng skirt mình sẽ lùi lại để có thể được cover sau cái vách đá này, vách ngăn bằng đá, và sau đó thì mình sẽ sử dụng Trident để có thể cấu rỉa. Tại sao lại last stand là ở level sao lại cao như vậy nhỉ? Máu của bạn ấy vẫn còn rất nhiều mà. Tại sao lại có last stand này, last stand level 10 hay level 11 là 12 à? Hay đây là một cái điều gợi ý mà Pisonic sẽ nói cho chúng ta biết rằng sẽ có last stand ở level cao hơn trong phiên bản mới, đó chính là chúng ta có thể vừa bắn một tí mà đã bật luôn last stand rồi, anh em có thể hiểu như vậy. Hay đây là một cái lỗi, hay là do Pisonic chưa fix, hay là do bạn này hack cái nhà đấy thì mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết là mình sẽ giữ luôn bạn ấy trong ngay thời điểm bây giờ. Chết chưa? Rồi chưa một kill. May là chúng ta vẫn còn một xíu máu để chúng ta có thể được tồn tại luôn trên chiến trường. Và chắc chắn rồi, Avalanche nó sẽ có thời gian tải lại, mình nghĩ rằng nó sẽ lâu hơn so với Tulumbas, ngược lại thì cái số sát thương của nó cao hơn. Và đây là Ares anh em nhé, đây là Ares mình đã xem qua rồi. Và ok, có khi là mình sẽ tỷ số là 4-4, và có khi là mình sẽ rời khỏi chiến trường để làm sao mình không bị mất mặt trước cái bạn này, chứ bây giờ để bạn ấy ăn được 5-4 thì nó hơi tiếc. Ok, mình sẽ bấm cái nút menu trong vài giây sắp tới đây. Rồi ok, tạm biệt nha, bye bye. Đó, và đó là tổng hợp tất cả những cái thông tin và những cái thông số về Avalanche trong phiên bản 4.8 test server tuần này. Các bạn nghĩ sao về vũ khí này? Đừng quên bỏ lại một comment ở phía dưới phần bình luận. Nếu anh em tìm ra được sự hữu ích trong video, đừng quên bỏ lại một like. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình. Tạm biệt anh em và hẹn lại trong những video lần sau. À quên, còn hai khẩu Husa và Igniter mình sẽ làm video sớm nhất có thể cho anh em xem nhé. Tạm biệt.